Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 601, sao vậy, các người muốn quyệt Dương ân, thằng chó chết, mẹ nó nếu không phải mày Mấy người ông đây cũng không tổn thất hơn trăm nghìn Mày còn không biết xấu hổ đứng đây đùn đẩy trách nhiệm Bị thanh niên áo đỏ tắt một phát, Dương ân nhất thời choáng váng Cậu ta đột nhiên hừ lạnh một tiếng, muốn nói lời hung ác Nhưng khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt tàn độc của thanh niên áo đỏ thì lập tức sợ hãi anh, cho dù như vậy, anh cũng không thể đánh tôi, tôi chính là em họ của sở bắc, nếu anh còn dám đánh tôi, tôi, tôi bảo sở bắc đánh anh tàn phế. Rơi vào đường cùng, cậu ta chỉ có thể lấy sở bắc ra làm bia đỡ đạn. Audio điện tử võ tấn bền Bởi vì cậu ta phát hiện, bây giờ thanh niên áo đỏ vô cùng e ngại sở bắc. Quả nhiên, cậu ta vừa nói dứt lời, chỉ thấy sắc mặt thanh niên áo đỏ đột nhiên thay đổi. Trong ánh mắt hắn ta nhìn sở bắc lộ ra hoảng sợ sâu sắc sở bắc thấy dương ân lại lấy mình làm bia đỡ đạn trong mắt lập tức toát vẻ không vui nhưng anh cũng không phá hỏng tính toán của dương ân nữa dù sao mấy tên lưu manh trước mắt cũng không phải hạng người tốt lành gì hơn nữa bọn họ dám đập phá cửa hàng quả thật là không biết sống chết được rồi chuyện giữa các người thì tự mà giải quyết bây giờ bồi thường tiền sau đó dọn dẹp quét tước sạch sẽ nơi này xong xuôi các người có thể cút đi nghe thấy lời của sở bắc sắc mặt vốn trắng bệch của thanh niên áo đỏ và mấy tên lưu manh lập tức trở nên khó coi hơn. Sở dĩ bọn họ tìm Dương Ân đòi tiền là bởi vì sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, bọn họ đã không còn nhiều tiền. Bằng không, bọn họ cũng không ép Dương Ân dẫn bọn họ đến nơi này đòi tiền. Nhưng bây giờ, lời sở bác nói với bọn họ chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Anh, anh sở, chúng tôi thật sự không có tiền, anh có thể. Thanh niên áo đỏ nhìn sở bắc, Ánh mắt lộ vẻ khó xử. Nhưng mà, hắn ta còn chưa nói hết lời đã bị Sở Bắc cắt ngang. "Sao vậy, các người muốn quyệt? Sở Bắc thản nhiên nói. Đồng thời, một luồng sát khí không hề che giấu từ trên người Sở Bắc tỏa ra, ập về phía mấy người thanh niên áo đỏ. "A!" À, cảm nhận sát ý từ trên người Sở Bắc truyền đến, sắc mặt mấy người thanh niên áo đỏ lập tức thay đổi. Lúc này trong mắt bọn họ, Sở Bắc đã trở thành tu la sát thần trở về từ địa ngục. Sở Bắc chỉ đứng ở đó đã mang lại cho bọn họ cảm giác sợ hãi cực độ. Thanh niên áo đỏ lộ vẻ van nài nhìn Sở Bắc, nói: "Đại ca, chúng tôi thật sự không có tiền, lần này là chúng tôi sai rồi, cầu xin anh tha thứ cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không tái phạm nữa." Chương 602: Không lấy được tiền ra. Sở bác thấy vậy, chẳng muốn để ý đến những người này, mà dứt khoát gọi điện thoại cho Thanh Vũ trong vòng 10 phút, dẫn người đến cửa hàng đồ chơi. Nói xong, anh cúp điện thoại, sau đó đi đến một chiếc ghế còn nguyên không bị đập phá, ngồi xuống. Hôm nay, các anh không bồi thường số tiền này thì cũng không cần rời khỏi nơi này. Nghe thấy lời sở bác nói, sắc mặt mấy người thanh niên áo đỏ càng thêm khó coi. Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy được, lúc này trong mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ sợ hãi và hối hận. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bọn mày mau xem trên người còn bao nhiêu tiền thì lấy hết ra đi, mọi người góp lại với nhau. Thấy Sở Bắc quyết tâm muốn bọn họ bồi thường, sắc mặt thanh niên áo đỏ rất khó coi, giống lên với mấy tên lưu manh. Hắn ta vừa dứt lời, mấy tên lưu manh lần lượt khóc lóc kể lể. Đại ca, tiền của em hôm qua đã bồi thường cho ông chủ khách sạn rồi, bây giờ trên người em căn bản không có bao nhiêu tiền. Đúng vậy đại ca, em cũng không có tiền, anh bảo em lấy tiền bây giờ em căn bản không lấy ra nổi đại ca anh cũng biết tình huống của em em vốn không có bao nhiêu tiền hôm qua đã đưa hết cho anh bây giờ trên người không còn đồng nào nghe thấy lời của mấy tên lưu manh sắc mặt thanh niên áo đỏ khó coi cực độ nhưng mà hắn ta cũng biết lời bọn họ nói đều là sự thật đừng nói là bọn họ cho dù là hắn ta bây giờ trong thời gian ngắn hắn ta cũng không lấy ra được bao nhiêu do dự một lát thanh niên áo đỏ đi đến trước mặt sở bắc cúi người thật sâu với sở bắc đại ca anh cũng thấy rồi đấy chúng tôi thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy lần này anh tha cho chúng tôi đi anh bảo chúng tôi làm gì cũng được nhưng mà đối mặt với than thở của hắn ta sở bắc lại không hề bị lay động không lấy được tiền ra sở bắc cười lạnh một tiếng vậy khi các anh đập phá cửa hàng của vợ tôi có từng nghĩ đến vấn đề này hay không thanh niên áo đỏ nghẹn lời trước khi sở bắc chưa xuất hiện hắn ta ỉ vào người đông thế mạnh lại thêm lạc tuyết là một người phụ nữ hắn ta căn bản coi thường không quan tâm nhưng dù thế nào hắn ta cũng không ngờ sở bắc lại khó chọc đến vậy nếu sớm biết như vậy chắc chắn hắn ta sẽ không cho người đập phá cửa hàng nhưng bây giờ bọn họ muốn hối hận thì đã không kịp rồi đại ca tôi thanh niên áo đỏ há to miệng vốn còn muốn nói điều gì nhưng đúng lúc này chợt thấy một chiếc xe lái đến chỗ này sau khi xe dừng lại, một cô gái cực kỳ xinh đẹp từ trên xe đi xuống. chương 603, nhưng cửa hàng thì phải làm sao? Cô gái cực kỳ xinh đẹp này chính là Thanh Vũ, thuộc hạ của Sở Bắc. Sau lưng Thanh Vũ có bốn người đàn ông cường tráng. Thấy cảnh này, sắc mặt thanh niên áo đỏ hơi thay đổi, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác không ổn. Nhất là khi hắn ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Sở Bắc, cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, cô gái và mấy người đàn ông cường tráng đi đến trước mặt sở bắc, không người thật sâu cúi chào sở bắc. Thưa cậu, Thanh Vũ và mấy người đàn ông cường tráng cùng nhau cúi chào sở bắc. Sở bắc khẽ gật đầu. Thanh Vũ, sao mấy người này cho cô, cô hẳn phải biết nên làm như thế nào. Thanh Vũ thoáng nhìn thanh niên áo đỏ và mấy tên lưu manh, gật đầu. Cậu yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Thanh niên áo đỏ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhất là ánh mắt thanh vũ vừa nhìn hắn ta kia nó khiến hắn ta có cảm giác như rơi vào hầm băng hắn ta lập tức hiểu rõ có lẽ mấy người trước mắt này còn đáng sợ hơn sở bắc nghĩ đến đây trong lòng hắn ta bị loại sợ hãi cực độ bao phủ ngay sau đó hắn ta quỳ xuống trước mặt sở bắc anh anh sở tôi biết sai rồi cầu anh cho tôi một cơ hội tôi bằng lòng bồi thường tổn thất của cửa hàng đồ chơi nói đến đây hắn ta gào lên với mấy tên lưu manh đang ngây ra như phỗng kia. Mẹ nó bọn mày còn ngây ra đó làm gì, còn không mau qua đây xin lỗi anh sở. Nghe thấy lời nói của thanh niên áo đỏ, mấy tên lưu manh lập tức phản ứng, ai nấy đều gắng gượng bò dậy quỳ xuống trước mặt sở bắc. Anh sở, là chúng tôi sai rồi, xin anh cho chúng tôi một cơ hội. Sở bắc không nói gì, mà đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt lạc tuyết, kéo tay lạc tuyết nói. Tiểu tuyết, chúng ta đi đón vũ tâm đi. Nhưng cửa hàng thì phải làm sao? Lạc tuyết nghe sở bắc nói thì cứ do dự. Cửa hàng đồ chơi đã bị mấy tên côn đồ đó đập phá ra thế kia rồi nên cô chẳng còn tâm trạng để làm việc gì khác nữa. Sở bắc vỗ nhẹ tay cô, nói em yên tâm, thanh vũ sẽ giải quyết chuyện ở đây. Lạc tuyết nghe sở bắc nói thế thì cuối cùng cũng gật đầu. chương 604, anh là ai? sau đó họ đã lên xe rời đi mà không thèm đếm xỉa đến dương ân và mấy tên côn đồ đó thôi xong rồi thanh niên áo đỏ nhìn thấy sở bắc rời khỏi thì vô cùng tuyệt vọng chính vào lúc đó thanh vũ bước đến trước mặt hắn ta thanh niên áo đỏ ngẩng đầu lên lúc hắn ta bắt gặp đôi mắt lạnh lùng vô tình của thanh vũ thì tim bỗng đập loạn nhịp hắn ta đang định lên tiếng thì thanh vũ đã đạp lên người hắn ta một đạp tao không kiên nhẫn như cậu chủ đâu cho các người 10 phút, nếu không móc ra đủ tiền bồi thường thì bọn mày không cần phải nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu. Âm, um, lời của Thanh Vũ cứ như một cú nổ lớn, nổ tung trong đầu của thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ đó. Người đẹp đanh đá trước mắt này đang muốn lấy mạng của bọn họ. Bỗng dưng trong lòng bọn họ đều ngập tràn cảm giác sợ hãi. Dương Ân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó cũng phải hoàng hồn cậu ta không ngờ sở bắc với vẻ ngoài vô hại thế kia lại có một thuộc hạ đáng gờm thế có vẻ như những người này vô cùng tôn kính sở bắc một sự tôn kính xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ là ngoài mặt hơn nữa dương ân có cảm giác những lời mà cô gái xinh đẹp này nói lúc nãy không phải chỉ là nói chơi nếu như thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ đó không làm được thì rất có khả năng cô sẽ giết bọn họ thật cậu ta nghĩ đến chuyện đấy thì tim liền đập loạn nhịp nhưng tiếp ngay đó, ánh mắt lo lắng khi nhìn thanh niên áo đỏ và đám côn đồ liền biến mất, hắn ta đảo mắt rồi lập tức đứng thẳng lưng. Hắn ta bước đến trước mặt thanh niên áo đỏ, nhìn đối phương bằng ánh mắt của kẻ cơ trên và nụ cười châm biếm. Sao hả, phục chưa, ông nói cho bọn mày biết, ông là người có gốc gác, chỉ với mấy tên nhãi nhép bọn mày mà muốn đòi tiền ông đây hả? À? Cũng không biết tự lượng sức mình thử. Lúc này, vẻ mặt hắn ta đầy đắc ý, khiến người ta có cảm giác như đang dựa hơi. Thanh Vũ nhìn dáng vẻ hống hách, đắc ý của Dương Ân thì cho mày. Anh là ai? Dương Ân nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thanh Vũ thì giật mình. Cậu ta quay lại nhìn Thanh Vũ, nở nụ cười nịnh hót trên mặt rồi vội nói, chào người đẹp, tôi là em họ của Lạc Tuyết, tên là Dương Ân, cửa hàng của Tiểu Tuyết là do bọn họ đập phá, nhất định cô phải trừng trị bọn họ cho thích đáng. Thanh Vũ nghe Dương Ân nói thì ánh mắt liền thoáng qua sát ý, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã bị cô giấu đi, cô từng nghe sở bác nói, đồng thời cô cũng biết nhân phẩm của Dương Ân nên đương nhiên trong lòng không có chút ấn tượng tốt nào với Dương Ân. Có điều, dù gì thì Dương Ân cũng là em họ của Lạc Tuyết nên cô cũng không thể làm gì quá đáng. Thanh Vũ nghĩ đến đây thì lạnh lùng đáp, nếu như anh không có việc gì thì xin mời rời khỏi đây. Rời khỏi hả? Nếu như là lúc nãy thì Dương Ân sẽ rất mong được rời khỏi nhưng bây giờ khó khăn lắm cậu ta mới được ra vẻ ta đây, sao có thể dễ dàng rời khỏi được cậu ta nở nụ cười trên khuôn mặt, chỉ về thanh niên áo đỏ đang quỳ dưới đất và mấy tên côn đồ rồi giận dữ nói, mấy tên này bắt cóc tôi tống tiền, nhất định mọi người phải cho bọn họ biết mặt mới được. Vốn dĩ thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ đã rất hoảng sợ, giờ nghe Dương Ân nói vậy nữa thì lại càng tuyệt vọng hơn. Thanh niên áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Ân, nói, họ Dương kia, mày đừng có quá đáng, mày lừa tiền của bọn tao, bây giờ lại còn quay sang cắn ngược lại bọn tao, mày có còn là con người không? Cúa đáng sao? sáu 605, các người làm vậy là sao? Dương ân cười đắc ý, tao cứ quá đáng đó, mày làm gì được tao? Tao nói cho mày biết, sở bác là anh rể tao, có anh ta bảo vệ cho tao thì tao chả sợ ai cả. Mặt thanh niên áo đỏ bừng. Hắn ta giận dữ nhìn Dương ân, đang định nói thì đột nhiên trợn to mắt, nuốt mấy lời đang muốn nói ngược vào lại. Bốp, Thanh Vũ bất ngờ tát cho Dương Ân một bạt tai. Dương Ân lảo đảo, ngã nhào xuống đất, thét lên với vẻ đầy đau đớn. Cậu ta không quan tâm đến cơn đau trên mặt, lập tức ngẩng đầu, nhìn Thanh Vũ với vẻ không sao tin nổi, cao giọng chất vấn cô. "Cô, cô điên rồi sao? Tôi là em họ của Sở Bắc đấy, cô chỉ là thuộc hạ của anh ta mà lại dám đánh tôi sao?" Thanh Vũ cười lạnh lùng. "Tên của cậu Sở không phải là thứ mà kẻ tiểu nhân như anh có thể gọi." Nếu anh dám nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ cho anh biết tay." Dương Ân cảm nhận được sát ý lạnh lùng trong câu nói của Thanh Vũ thì không dám hó hé, ấm ức ngậm miệng lại. Xem như cậu ta cũng đã nhìn ra được người phụ nữ trước mặt chính là một người phụ nữ điên, cậu ta lo lắng nếu như chọc giận đối phương thì rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Thanh niên áo đỏ nhìn bộ dạng thê thảm của Dương Ân thì trong lòng liền có cảm giác sảng khoái chưa từng có. Nhưng tiếp ngay đó, câu nói của Thanh Vũ đã khiến vẻ mặt hắn ta chuyển sang khiếp sợ. Còn 8 phút nữa. Mặt thanh niên áo đỏ biến sắc, hắn ta không dám chậm trễ thêm mà hét ngay vào mặt mấy người còn lại. Mẹ nó, không muốn chết thì mau gọi điện gom tiền cho tao. Mấy tên côn đồ nghe thanh niên áo đỏ nói thì mặt liền biến sắc, nhanh chóng rút điện thoại ra, bắt đầu gọi điện với bộ dạng kinh hãi. Cuối cùng thì sau 7 phút bọn họ cũng đã gom đủ tiền. Chị Đại bọn tôi đã gom đủ tiền rồi bây giờ bọn tôi đã đi được chưa sau khi thanh niên áo đỏ đưa tiền cho thanh vũ thì thẳng thốt hỏi nhưng hắn ta vừa dứt lời thì thanh vũ đã lắc đầu cô chỉ vào cửa hàng đồ chơi lạnh lùng nói chừng nào bọn mày dọn dẹp hết chỗ này thì mới được đi mặt thanh niên áo đỏ biến sắc lúc này hắn ta mới nhớ ra lời của sở bắc nói trước đó đúng là trước khi sở bắc rời khỏi anh đã bảo bọn họ phải dọn dẹp sạch chỗ này đã bồi thường đủ tiền cho người ta rồi, dọn dẹp thêm chỗ này thì cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là bản thân hắn ta cũng biết nếu như hắn ta từ chối thì nhất định sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy sau khi Thanh Vũ nói dứt câu, hắn ta chỉ do dự một chút rồi liền cùng mấy tên côn đồ khác vào trong cửa hàng đồ chơi, bắt đầu ra sức dọn dẹp. Dương Ân tự thấy đợi ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì nên bỏ đi. Nhưng chính vào lúc đó, hai thanh niên cao to đột nhiên chặn cậu ta lại. Dương ân ngây ra, cậu ta lập tức quay lại, nhìn thanh vũ với vẻ mặt và ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Các người làm vậy là sao? Thanh vũ chỉ vào cửa hàng đồ chơi, lạnh lùng nói là anh đã dắt bọn họ đến đây đập phá cửa hàng, anh cũng vào dọn dẹp cùng đi. Gì cơ? Dương ân nghe thanh vũ nói thì liền bực bội. Trường 606 thanh vũ mà dễ tính ư, cô bảo tôi dọn đống rác rưởi này ư có nhầm không vậy lúc này dương ân đang nhìn thanh vũ với vẻ vô cùng khó tin thanh vũ lắc đầu rồi hờ hững nói đương nhiên anh có thể không làm nhưng mấy người đàn em của tôi không dễ tính như tôi đâu thanh vũ mà dễ tính ư nghe thấy thế dương ân giật khóe miệng dù cậu ta có không muốn đến mấy nhưng vẫn phải cắn răng quay người đi vào trong cửa hàng đồ chơi sau khi nhìn thấy vẻ hung dữ của hai người đàn ông đô con đứng cạnh mình Sở Bắc và Lạc Tuyết không hề biết chuyện đang xảy ra ở đây, lúc này họ đang trên đường đến trường mẫu giáo. Nhưng còn gần một tiếng nữa mới đến giờ tan học. Vì vậy, họ đỗ xe ở gần đó rồi chờ tiểu vũ tâm học xong. Sở Bắc, cô Thanh vụ ấy có lai lịch thế nào vậy? Cả mấy người mà cô ấy dẫn tới nữa, em thấy họ rất phạm vỡ, có phải là người xấu không? Lạc Tuyết ngẩng đầu lên rồi nghi hoặc nhìn Sở Bắc. Xong, anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Tiểu Tuyết, em yên tâm, họ đều là bạn của anh, còn thân phận cụ thể của họ thì khi nào đến thời cơ thích hợp, anh sẽ nói cho em biết. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Với cô mà nói thì dù sở bác có làm gì thì cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Nếu bây giờ anh chưa muốn nói cho cô biết, thì chắc chắn là vì anh thấy chưa đến lúc thích hợp. Nếu cô hỏi tiếp, chắc chắn sẽ khiến anh thấy khó xử. À, hôm nay chúng ta không giúp Dương Ân, tối nay về nhà, kiểu gì cậu ta cũng mách mẹ, phải làm sao hả anh? Vừa nghĩ đến Dương Ân là Lạc Tuyết thấy nhức đầu. Nghe xong, sở bác bật cười. Em yên tâm, nếu Dương Ân là người thông minh thì cậu ta sẽ không làm vậy đâu. Lạc Tuyết ngẩn ra, cô thấy hơi khó hiểu nên hỏi, tại sao? Trong trí nhớ của cô thì Dương Ân luôn là một người rất hơn thua. Ngoài ra, từ những việc mà cậu ta làm gần đây có thể thấy, cậu ta hoàn toàn có thể sẽ mách mẹ mình nhưng tại sao sở bác lại nói như vậy? Đến lúc đó, em sẽ biết thôi. Nghe thấy câu hỏi của Lạc Tuyết, sở bác chỉ mỉm cười, chứ không giải thích nhiều. Lạc Tuyết còn định nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi sách của cô chợt đổ chuông. Cô lấy ra xem thì chợt cau mày, là cô bạn thân tội uyển của cô gọi tới. Lạc Tuyết thoáng do dự rồi nghe máy. chương 607 cô không lạ gì vương vĩ này cả. Tiểu Tuyết, tối nay cậu có rảnh không? đi họp lớp với tớ đi. Lạc Tuyết vừa nghe máy thì tội Uyển đã nói ngay. Học lớp ư? Lạc Tuyết ngẩn ra rồi hơi nhíu mày. Nhiều năm qua cuộc sống của cô rất bấp bênh, nhất là sau khi cô tốt nghiệp đại học và Sở Bắc chưa xuất hiện, cô đã phải sống rất cực khổ. Thêm việc không chồng mà chửa nữa nên một mình cô phải nuôi con, điều này khiến cô luôn bị các bạn học xem thường. Hơn nữa cô cũng biết với họ mà nói thì cô chính là chủ đề cho họ buôn chuyện. Vì thế, dù có nhiều bạn học rủ cô đi học lớp, nhưng nhiều năm qua, cô chưa từng đi một lần nào. Xong, người rủ cô đi lần này lại là cô bạn thân Tô Uyển. Cô muốn từ chối, nhưng không biết phải nói thế nào. Trong lúc cô đang đắn đo, Tô Uyển nói tiếp. Tiểu Tuyết, cậu không muốn đi à? Lạc Tuyết gật đầu nói, Uyển Uyển, tớ nhớ cậu rất ghét tham gia các hoạt động kiểu ấy cơ mà, sao giờ lại muốn đi học lớp? Nghe thấy thế, Tô Uyển bất đắc dĩ thở dài bố mẹ tớ lại tìm đối tượng xem mắt cho tớ kia kìa mà cậu cũng biết người ấy đó là vương vĩ bạn đại học của bọn mình vương vĩ lạc tuyết ngây người một ký ức chợt lướt qua trong đầu cô cô không lạ gì vương vĩ này cả cô nhớ thời còn đi học vương vĩ là chủ tịch hội sinh viên năm nào cũng có thành tích cao nhất hơn nữa gần như trường có hoạt động nào cậu ấy cũng tham gia và còn đạt được giải cao nữa có thể nói Vương Vĩ chính là đối tượng được nhiều nữ sinh đại học theo đuổi nhất. Nhưng, cậu ấy không để ý đến ai cả. Lạc Tuyết vẫn nhớ hồi ấy, Vương Vĩ điên cuồng theo đuổi cô, nhưng đã bị cô từ chối. Từ đó cho tới khi tốt nghiệp, Vương Vĩ luôn tìm cách để gây khó dễ cho cô. Nhưng vì cô Tô Uyển bảo vệ nên dù Vương Vĩ có làm gì thì cũng không gây ảnh hưởng quá lớn tới Lạc Tuyết được. Lạc Tuyết không ngờ sau nhiều năm, Vương Vĩ lại trở thành đối tượng xem mắt của Tô Uyển. Nghĩ tới đây, cô do dự rồi nói, uyển uyển tớ biết vương vĩ. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu không thích cậu ấy đúng không? Đương nhiên, chương 608 tiểu tuyết, xin lỗi. Tôi uyển chán nản nói, nhưng dạo này nhà tớ đang bàn chuyện hợp tác với cậu ta, trong lúc bàn bạc thế nào thì lại nhắc đến tớ, thế là bố mẹ hai bên đều thống nhất ghép đôi cho hai đứa. Bố mẹ tớ chưa được tớ đồng ý thì đã hứa với nhà người ta rồi, giờ tớ cũng phải đành chịu. Nghe xong, Lạc Tuyết đã hiểu được vấn đề. Vương Vĩ là người thế nào thì bọn mình quá rõ rồi, không lẽ cậu định nhắm mắt đưa chân à? Lạc Tuyết khó hiểu hỏi. Hai, Tô Uyển thở dài thườn thượt, mấy năm nay, chuyện làm ăn của nhà tớ trục trặc, tớ cũng biết bố mẹ đang gặp khó khăn. Họ làm vậy cũng vì muốn giúp việc kinh doanh khởi sắc, bố mẹ đã lo lắng cho tớ nhiều rồi, giờ cả hai đã già, tớ không muốn bố mẹ phải buồn giàu nữa nên mới đồng ý. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết chợt trầm mặc. Nhà ai cũng có chuyện cả, mỗi người đều có một nỗi bất hạnh khác nhau, dù cô đồng cảm với Tô Uyển nhưng vẫn không biết phải nói gì. Vì bây giờ, cô còn chưa lo xong thân mình thì sao quan tâm đến người khác được. Tiểu Tuyết, thật ra tớ không muốn đi đâu, tớ vẫn nhớ thời đi học cả lớp cô lập hai đứa mình mà. Tớ chỉ có một người bạn thân là cậu nên mới gọi rủ cậu đi, chứ đi một mình thì ngại lắm. Nhưng nếu cậu không muốn thì thôi, tớ đi một mình vậy. Dứt lời, Tô Uyển định ngắt máy. "Khoan đã." Lạc Tuyết thoáng do dự rồi cắn răng nói, "Uyển Uyển, để tớ đi đón con với Sở Bắc Đá, đưa con bé về nhà xong, tớ sẽ đến chỗ cậu." "Thật không Tiểu Tuyết, cậu đồng ý đi với tớ hả?" Thấy Lạc Tuyết đồng ý đi với mình, Tô Uyển tỏ rõ vẻ phấn khích và kích động trong giọng nói. "Thật chứ sao không, dù tớ không muốn đi, nhưng ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ chứ?" Lạc Tuyết bất đắc dĩ nói. "Nghe vậy, Tô Uyển lập tức trở nên ngại ngùng. "Tiểu Tuyết, xin lỗi, tớ." Xong, cô ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị Lạc Tuyết ngắt lời. "Thôi, hai đứa mình mà còn cần nói xin lỗi à, làm nói thế là khách sáo lắm đấy." Tô Uyển cảm động, sau đó lại kể chuyện nhà cho Lạc Tuyết nghe. Thoáng cái, một tiếng đã trôi qua, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đang lần lượt đi ra ngoài. Lạc Tuyết thấy thế thì nói, "Tạm thế nhé Uyển Uyển, trường mẫu giáo tan học rồi." Lát bọn mình gặp rồi buôn tiếp." Sứt lời, cô định ngắt máy. "Khoan đã." Lúc Lạc Tuyết chuẩn bị ngắt máy thì Tô Uyển chợt nhớ ra điều gì đó rồi gọi với lại. "Audio điện tử Võ Tấn bền." Chương 609 cứ thế, cô cũng dần quen với cảnh này. "Sao thế?" Lạc Tuyết nghi hoặc hỏi. Tô Uyển đáp, "Có chuyện này tớ quên chưa nói, buổi họp lớp lần này là do Vương Vĩ tổ chức, cậu ta bảo được dẫn theo người nhà." nếu anh sở rảnh thì cậu rủ anh ấy đi cùng nhé. Lạc tuyết ngẩn ra rồi nhìn sở bắc, sau đó gật đầu rồi cúp máy. Bố, mẹ, tiểu vũ tâm bước ra từ trong trường, nhìn thấy lạc tuyết và sở bắc thì cô bé lập tức vui vẻ nhảy chân sáo tới. Sở bắc bước tới rồi bế bổng cô bé lên. Tiểu vũ tâm, hôm nay con có nghe lời cô giáo không? Có bắt nạt bạn nào không hả? Sở bắc cưng chiều xoa đầu cô bé rồi hỏi. Nghe thấy thế, Lạc Vũ Tâm lập tức chun mũi rồi hừ một tiếng. Hừ, con ngoan lắm nhé, sao có thể bắt nạt các bạn được, hôm nay cô còn khen con đấy. Dứt lời, cô bé lấy một bông hoa nhỏ trong cặp da rồi đưa cho Lạc Tuyết như hiến vật quý. Mẹ nhìn này, đây là hoa mà cô thưởng cho con đấy. Lạc Tuyết nhận lấy bông hoa rồi cầm cẩn thận trong tay, sau đó dịu dàng nhìn cô bé. Tiểu Vũ Tâm nhà mình là giỏi nhất. Nghe thấy thế, Lạc Vũ Tâm cười khoái chí, vui không kể hết. Sau đó, ba người cùng lên xe rồi về nhà. Sau khi về nhà, họ nhìn thấy Chu Cầm đang vui vẻ ngồi cắn hạt dưa ngoài sân rồi vứt vỏ đầy dưới đất, còn Chu Cầm thì đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Thấy thế, Lạc Tuyết không khỏi cau mày. Từ khi hai mẹ con Chu Cầm đến nhà cô tới giờ, họ chẳng động tay vào bất cứ việc gì, suốt ngày chỉ ăn chơi nhàn nhã. Cô từng nhiều lần nói chuyện với mẹ mình, xong lần nào Chu Cầm cũng viện cớ này nọ rồi gạt phát đi cứ thế cô cũng dần quen với cảnh này xong mỗi khi nhìn thấy chu cầm lười nhác kiểu này cô vẫn bực mình Ơ, tiểu tuyết về rồi à hôm nay về sớm thế cháu thấy gia đình lạc tuyết về chu cầm lập tức đứng dậy rồi lên đón cô nhưng lạc tuyết chỉ thờ ơ đáp một câu trước sự nhiệt tình của bà ta trước đó mỗi khi cô về nhà chu cầm không phớt lờ thì cũng trầm trọng này nọ chứ chưa từng nhiệt tình như hôm nay bao giờ trong lòng Lạc Tuyết biết rõ bà ta thay đổi như vậy không phải vì tốt bụng, mà là vì cô và sở bác đã cho hai mẹ con bà ta vay tiền. Thấy Lạc Tuyết có vẻ lạnh nhạt với mình, chu cầm không quan tâm, mà quay sang tiểu vũ tâm. Qua, wow, tiểu vũ tâm nhà mình càng lớn càng xinh, ra đây bà trẻ bế nào. mười 610 mặt mày thì lấm lem, nói rồi, bà ta định sấn tới bế cô bé. Nhưng không chờ bà ta tới gần, Lạc Vũ Tâm đã chạy đi mất vì sợ hãi con muốn bố bế cơ nghe thấy thế chu cầm vẫn cố tươi cười dù trong lòng đang bừng lửa giận hừ danh con thứ con hoang thôi mà làm quá nếu không vì tiểu ân thì bà đây thèm vào mà ngọt nhạt với mày thấy nhịn bợ không ăn thua chu cầm quay về ghế ngồi rồi cắn hạt dưa tiếp tiểu tuyết chuẩn bị ăn cơm thôi khoảng nửa tiếng sau chu cầm đã nấu cơm xong rồi gọi lạc tuyết lạc tuyết đang định lên tiếng thì đã bị chu cầm giành nói trước Chị, Tiểu Ân đã về đâu, ăn gì giờ này mà sớm thế? Chờ thằng bé về rồi cả nhà cùng ăn." Trong giọng nói chua ngoa của Chu Cầm có vẻ rất dứt khoát. Như thể bà ta mời là chủ nhà, còn gia đình Lạc Tuyết chỉ là người ở nhờ. Nghe thấy thế, Chu Cầm hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó, bà ta lại nở một nụ cười ngượng nghịu. "Xem chị này, bận đến mức quên cả Tiểu Ân, dì nói đúng, thằng bé chưa về mà mình ăn trước thì không hay, thôi chờ nó thêm một lúc vậy." Chu Cầm vừa nói xong thì đã bị Lạc Tuyết kéo sang một bên. Mẹ, tối nay con với Sở Bắc phải ra ngoài, mẹ trông Tiểu Vũ Tâm cho con nhé. Bọn con không ăn ở nhà đâu. Chu Cầm ngẩn ra rồi khó hiểu hỏi, muộn thế này rồi còn đi đâu? Có việc gì à? Bà ta nhớ ra Lạc Tuyết rất ít khi ra ngoài buổi tối. Lạc Tuyết gật đầu. Học lớp đại học ạ, à, con muốn đi một lát. Chu Cầm nghe xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Học lớp thì con dẫn Sở Bắc đi làm gì? nó có phải bạn học của con đâu? đi thì ra thể thống gì? trong lòng chu cầm sở bác vẫn là một khúc mắc lớn. lạc tuyết lắc đầu giải thích mẹ không hiểu đâu, được dẫn người nhà theo mà. ra ngoài buổi tối một mình không an toàn nên con muốn đi cùng anh ấy. chu cầm ngẫm nghĩ rồi như thấy lạc tuyết nói có lý nên đồng ý. nếu thế thì hai đứa đi đi, nhớ về sớm đấy. lạc tuyết gật đầu, sau đó cùng đi ra ngoài với sở bác họ vừa đi chưa lâu thì dương ân về xong lúc hai chị em chu cầm nhìn thấy cậu ta bước vào nhà thì đều nghiệt mặt ra tiểu ân sao con lại thành ra nông nỗi này chu cầm ngạc nhiên nhìn dương ân rồi hỏi người dương ân dính dày bụi quần áo cũng thủng lỗ chỗ mặt mày thì lấm lem mẹ cuối cùng con cũng được về nhà rồi hu hu dương ân ném chiếc áo trong tay sang một bên rồi khóc lớn nhào về phía chu cầm chương 611, con không sao, tại con không cẩn thận nên bị ngã thôi. Thấy người Dương Ân bẩn thỉu chu cầm hoảng lên rồi né ngay. Dương Ân nhào vào không khí rồi ngã xuống đất, người càng bẩn thêm. Mẹ! Dương Ân ngẩn ra rồi nhìn về phía chu cầm với ẻ hoan ức. chu cầm thấy thế thì vẫn đứng yên, chỉ nhìn Dương Ân từ phía xa rồi nghiêm giọng hỏi. Tiểu Ân, con lại làm sao đây? Con nhìn mình xem trông có kinh không? nếu dương ân không phải con trai chu cầm thì bà ta đã đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi nhất là hành vi vừa rồi của cậu ta đã dọa chu cầm sợ xanh mặt đồ chu cầm mặc trên người toàn mới mua hơn nữa còn là hàng hiệu nếu bị dương ân làm bẩn thì bà ta sẽ đau lòng chết mất nghe thấy thế dương ân càng thêm tuổi thân nhớ tới chuyện ban nãy cậu ta định mách mẹ mình nhưng vừa mở miệng cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó nên lại thôi con không sao tại con không cẩn thận nên bị ngã thôi ngã chu cầm ngây người rồi cau mày sau đó trách móc đi đứng kiểu gì thế lớn bằng ấy rồi mà còn bị ngã chờ đấy mẹ đi lấy nước cho mà lau rửa dứt lời chu cầm quay người đi lấy nước chờ dương ân rửa giấy xong và thay quần áo mới chu cầm nhìn thấy cậu ta thì lại cau mày tiểu ân sao mặt con lại có dấu tay thế kia bị ai đánh à dương ân hoảng sợ Đương nhiên không dám nói ra sự thật nên đành kiếm đại lý do nào đó để lấp liếm. Nhưng rõ ràng là Chu Cầm không tin, bà ta vẫn đi theo để hỏi đến cùng. "Bí quá." Dương Ân gào ầm lên. "Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa được không? Con lớn rồi, con biết tự lo cho mình." Chu Cầm thần người ra, sau đó mắt đỏ lên như trực khóc. "Sao đời tôi lại khổ thế này, ngậm đắng nuốt cay lo cho con mình mà giờ nó lại không nghe lời tôi, thế thì tôi còn sống làm gì nữa?" Chu cầm ở bên cạnh thấy thế thì cũng biến sắc mặt. Tiểu ân, cháu cũng lớn rồi, mẹ cháu hỏi vậy chỉ vì lo cho cháu thôi, sao cháu lại nổi nóng với mẹ, thật là. Nói rồi, Chu cầm đi tới cạnh Chu cầm an ủi vài câu. Thôi, gì đừng khóc nữa, ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết cả bây giờ. Nghe thấy thế, Chu cầm mới ngừng khóc. Bà ta lườm Dương Ân rồi nói, thằng Danh, lần sau mà còn ăn nói kiểu ấy với mẹ thì no đòn nghe chưa? Dương Ân rụt cổ, không dám nói gì nữa. Ban nãy, cậu ta cáu với Chu Cầm là vì trong lúc nóng này. Chương 612, mẹ, ban nãy là con sai, con xin lỗi. Chứ một người có tính ỉ lại như cậu ta thì luôn thích dựa dẫm vào mẹ mình. Cậu ta biết rõ nếu rời xa vòng tay của Chu Cầm thì sẽ không thể tồn tại ở xã hội vì cái tính cách đó. Nghĩ vậy, cậu ra vội vàng đi theo Chu Cầm rồi thỏ thẻ, mẹ, ban nãy là con sai, con xin lỗi. Nghe vậy, Chu Cầm mới dịu đi một chút. Được rồi, mẹ cũng không phải người nhỏ nhen, mau đi ăn cơm thôi, còn bận rộn cả ngày bên ngoài chắc cũng đói rồi đúng không? Sau khi rời khỏi nhà, Lạc Tuyết và Sở bác lên xe rồi đi tới khách sạn Khải Duyệt. Khách sạn này cách nhà họ khá xa nên phải mất nửa tiếng lái xe mới đến nơi. Bây giờ là 6 rưỡi chiều, còn một tiếng nữa mới tới giờ Lạc Tuyết hẹn với Tô Uyển. Vì thế, cô cũng không vội nên cứ đi thong dong Tuy thế, nhưng tầm này đường không đông nên họ cũng không bị tắc đường. Khoảng 7 giờ là Sở Bắc và Lạc Tuyết đã đến điểm hẹn rồi. Đây là một khách sạn 5 sao nên có rất nhiều xe sang đỗ trong bãi đỗ xe. Gần như không có chiếc xe nào dưới 500.000, hầu hết đều phải từ con số đó trở lên. Khi Lạc Tuyết lái xe vào bãi đậu xe thì còn nhận được ánh nhìn hâm mộ của bảo vệ. Chật, Lý Minh, nhìn xe kia đi, Bentley đấy, ít cũng phải 2 triệu rưỡi, chất chơi nhỉ một người bảo vệ trung niên nói với cậu thanh niên ở cạnh. Lý Minh gật đầu rồi ngưỡng mộ nói, hai, không biết đến bao giờ cháu mới mua được chiếc xe như thế nhỉ? Nghe thấy thế, bác bảo vệ cười lạnh với vẻ khinh bỉ. Như cậu với tôi thì đừng mơ làm gì, chúng ta chỉ có thể nhìn những chiếc xe sang ấy thôi. Lý Minh chẹp miệng rồi nói, cháu biết mình không mua được, nhưng ai đánh thuế ước mơ đâu. Bác bảo vệ còn định nói gì đó, nhưng đã thấy chiếc Bentley đỗ xong, ngay sau đó, cửa xe mở ra, Lạc Tuyết bước xuống. Bác bảo vệ nhìn cô rồi sáng mắt lên. Qua, wow, Lý Minh nhìn kìa, cô gái này xinh quá. Nghe vậy, Lý Minh nhìn về phía Lạc Tuyết rồi trợn tròn mắt. Bác thôi, lần đầu cháu gặp người đẹp thế này đấy, nhưng khéo lại là bông hoa nhài cắm bãi phân châu thôi. Phi, bác bảo vệ phì cười. Cậu đúng thật là, không ăn được thì đạp đổ à, biết đâu chồng người ta vừa đẹp vừa giàu thì sao. Lý Minh bật cười. chương 613 tiệc họp lớp. Có phải hay không thì chờ là biết ngay thôi, bác nhìn đi, có người ngồi ở ghế phụ lái đấy. Sau khi lạc tuyết xuống xe thì sở bác cũng xuống theo. Nhìn thấy sở bác, Lý Minh và bác bảo vệ đều xứng người. Gậy trúc, kính dâm, bác thôi, nếu cháu đoán không nhầm thì người đàn ông này bị mù. Lý Minh nuốt nước miếng rồi nói với bác bảo vệ. Nghe vậy, bác bảo vệ cũng gật đầu. Ừ, tôi cũng nghĩ thế lý minh nghe xong thì lại bắt đầu cảm thán hai thói đời đúng thật là đến người mù còn lấy được cô vợ sinh thế kia mà cháu đẹp trai cỡ này lại ế ông trời thật là bất công bác bảo vệ được trận cười no bụng cậu về soi gương lại đi cỡ như cậu mà đòi so với người ta à lý minh không phục cố ý đứng thẳng người rồi ưỡn ngực cháu kém anh ta điểm nào chứ trong lúc hai người họ đang bàn tán thì Sở Bắc và Lạc Tuyết đã đi tới gần. Vì đứng cách quá xa nên Lý Minh chỉ biết là Lạc Tuyết đẹp, chứ không cảm thấy cô quá xuất sắc. Nhưng khi Lạc Tuyết đi tới gần, Lý Minh phải há hốc miệng ra nhìn. Thậm chí, cậu ta còn quên mất là mình đang đứng ngáng đường Sở Bắc và Lạc Tuyết. Thấy Lý Minh nhìn mình tròng chọc như vậy, Lạc Tuyết cau mày. Phiền anh tránh ra. Đến khi Lạc Tuyết lên tiếng thì Lý Minh mới hoàn hồn. À, vâng vâng lý minh thất thần nói rồi tránh sang một bên bác bảo vệ thấy thế thì chán nản lắc đầu sau đó lại nhìn lạc tuyết chào cô xin hỏi cô đến tham gia tiệc phải không lạc tuyết gật đầu vâng tôi đến tham gia tiệc họp lớp tiệc họp lớp nghe thấy thế bác bảo vệ và lý minh đều có vẻ chấn động lý minh nhanh chóng hỏi xin hỏi anh chị đến tham gia tiệc họp lớp do cậu chủ vương vĩ tổ chức phải không ạ cậu vương Nghe thấy cách xưng hô của Lý Minh với Vương Vĩ, Lạc Tuyết hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu. Thấy thế, Lý Minh cội quay lại chạm gác rồi lấy một quyển sổ ra đưa cho Lạc Tuyết. Cậu chủ đã dặn là ai đến tham gia họp lớp đều phải ký tên vào đây, phiền chị ạ. À. Còn phải ký tên ư. chương 614 tôi cũng không biết. Lạc Tuyết bắt đầu thấy bực, nếu biết lắm chuyện phiền hà thế này thì cô ở nhà luôn cho rồi. Xong, người mời cô đến đây lại là người bạn thân nhất của cô nên nếu cô từ chối thì sẽ mất hay nghĩ vậy cô vẫn kìm nén cơn giận rồi ký tên lý minh và bác bảo vệ thấy thế thì chợt có vẻ là lạ sau đó lý minh nhìn sang sở bắc anh này có phải bạn học của chị không ạ lạc tuyết cao mày rồi lắc đầu không anh ấy là chồng tôi lý minh nghe xong thì tỏ vẻ nghen tị ngay sau đó cậu ta chợt quay thái độ rồi nói chị lạc Tiếc là cậu chủ đã dặn bữa tiệc hôm nay chỉ chào đón bạn học thôi, chứ không được dẫn người nhà theo. Cái gì? Nghe thấy thế, Lạc Tuyết lập tức cau mày. Rõ ràng trước đó, TF đã nói là được dẫn người nhà theo cơ mà. Nhưng sao bây giờ, cậu bảo vệ này lại nói như vậy? Lạc Tuyết hít sâu một hơi rồi nói, bạn tôi nói được dẫn người nhà đến bữa tiệc hôm nay, tại sao cậu lại bảo là không? Tôi cũng không biết. Lý Minh thở ơ lắc đầu, đây là cậu Vương dặn tôi thế, cụ thể ra sao thì tôi không rõ. Nếu chỉ có gì thắc mắc thì cứ hỏi thẳng cậu Vương. Bảo cô đi hỏi Vương Vĩ ư, thôi. Nghĩ đến bản mặt của Vương Vĩ là Lạc Tuyết phát bực rồi. Nhưng giờ bọn họ đã đến đây rồi, hơn nữa cô đã hứa với TF, nếu bây giờ bỏ đi thì biết ăn nói thế nào. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết cố nhịn cơn tức, quyết định chờ TF ở đây để hỏi cho rõ. Lý Minh chúng ta làm vậy có được không đó? Thấy sở bắc và lạc tuyết đứng ở cửa khách sạn, bác bảo vệ chờ tỏ vẻ lo lắng. Có gì đâu bác? Lý Minh khinh bỉ nói, bác đừng quên đó là lời cậu vương dặn, chúng ta được lợi từ cậu ấy thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Nghe thấy thế, bác bảo vệ chỉ biết thở dài. Tôi thấy hơi lo, xe của họ còn sang hơn xe của cậu vương đấy, chắc chắn họ có thân phận không bình thường đâu. Nếu đắc tội với họ thì chúng ta rắc rối to. Lý Minh vốn đang đắc ý, nhưng nghe vậy xong thì chợt biến sắc mặt. Bán nãy, cậu ta mải huynh hoang mà quên mất chuyện này. Cậu ta nhìn về phía Sở Bác và Lạc Tuyết, thấy họ ăn mặc bình thường thì chợt yên tâm. Chương 615, Tiểu Tuyết phải không nhỉ? Sau đó, cậu ta ghen tức nói, "Bác yên tâm, bác nhìn quần áo họ mặc đi, toàn đồ bình dân thôi. Chắc kiểu nhà giàu mới nổi, chứ không có bối cảnh gì đâu." Nghe Lý Minh phân tích như vậy, bác bảo vệ cũng yên tâm phần nào. Bác thôi, bác nhớ lại thân phận của cậu Vương đi, cậu ấy là người mà chúng ta không thể đắc tội. Nếu chúng ta đã nhận lợi lộc của cậu ấy thì phải làm tốt việc được sao? Không thì cậu Vương trách tội, chúng ta không gánh vác được đâu. Bác bảo vệ gật đầu với vẻ kiên định. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe sang với giá 500 đến 600 nghìn tiến vào. Xe dừng xong, một đôi nam nữ đã bước xuống. Người đàn ông mặc vest, cố tình hở cổ tay để khoe chiếc đồng hồ vàng hắn đeo kính gọng vàng đến người không biết gì về kính chỉ cần nhìn cũng có thể thấy giá trị của nó rất đắt đỏ cô gái đi cạnh hắn có dáng người bốc lửa dù nhan sắc chỉ thuộc tầm trung nhưng bù lại được làn da trắng nón, cô ta ăn mặc rất thời thượng trông rất có khí chất hai người bảo vệ đều biết cặp nam nữ này nên không chút trần trừ mà mỉm cười nhiệt tình ra đón ngay giám đốc triệu cô lục hai người đến rồi ạ à, mời vào trong Lý Minh gật đầu cúi người với người đàn ông đeo kính. Vương Vĩ lên trên rồi à? Người đàn ông đeo kính gật đầu rồi cao giọng hỏi. Lý Minh vội đáp, cậu Vương đã đến rồi ạ, à? cậu ấy có dặn nếu anh và cô Lục đến thì cứ lên thẳng ạ. À? Người đàn ông đeo kính gật đầu rồi đi vào khách sạn. Đúng lúc này, cô gái bên cạnh chợt cản hắn lại. Ông xã, chờ đã. Người đàn ông đeo kính ngoảnh lại nghi hoặc nhìn cô gái rồi hỏi, sao thế em? Cô gái chỉ về phía Sở Bắc và Lạc Tuyết rồi cười nói, "Em nhìn thấy bạn cũ, anh chờ chút, em ra chào hỏi cái." "Bạn cũ?" Người đàn ông đeo kính nhìn về hướng cô gái chỉ rồi sáng mắt lên. Hắn không chút do dự mà đi theo cô gái đến đó. "Tiểu Tuyết phải không nhỉ?" Cô gái đi tới gần Lạc Tuyết rồi ngạc nhiên hỏi. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết ngẩn ra rồi khó hiểu nhìn cô ta, "Cậu là?" Cô thấy cô gái này rất quen nhưng nhất thời không nhớ đã từng gặp ở đâu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 615